Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24 giờ Trading Đình nhé à, hôm nay là cái phiên ngày 16 tháng 1 năm 2024. Sau cái video tuần Richard đã phân tích và định hướng tuần cho mọi người rồi thì cái video này à, buổi sáng Richard sẽ phân tích thị trường vàng cũng như là một số cái sản phẩm nữa để bám sát hơn thị trường cho mọi người triển kế hoạch trong ngày nó hoàn thiện hơn nhé Ở trên trang lịch kinh tế của chúng ta ngày hôm nay thứ ba thì rất là nhiều có cái tin rồi, tác động lên thị trường đúng không? Nhưng đặc biệt chúng ta lưu ý đến cái bản tin về cái chỉ số CPI À, đối với lại đồng bảng Anh thì buổi chiều ngày hôm nay phiên Âu à, có hai cái nguồn tin nó tác động đến à, tuy nhiên nha các bạn sẽ thấy là cái đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp thì có thể là nó là những cái tin nó tác động mạnh hơn à, các bạn sẽ giao dịch những cái cặp tiền GBP USD chẳng hạn hay là những cái cặp tiền liên quan đấy thì à, các bạn sẽ lưu ý kết hợp với cái tin để chúng ta đánh nó sẽ hiệu quả nhé còn cái tin về bản tin về chỉ số CPI ấy, thì trong cái video tuần thì đã phân tích rất là kỹ cho mọi người về cái chỉ số và cái khả năng là đối với lại cái đồng Canada ấy, thì nó sẽ suy yếu trong cái tuần này đúng không? và tất cả những cái kế hoạch đấy, cái triển vọng đấy thì ngay ngày hôm qua mở cửa tàu tuần thôi thì một số các cái sản phẩm mà mình lưu ý cho mọi người thì nó đang đi rất là đúng hướng rồi và nếu mà các bạn mà có entry được thì đều đang có lãi rất là tuyệt vời đúng không? ví dụ như là UK canh mua này, cả canh mua chẳng hạn đúng không? thì những cái cặp đấy nếu như các bạn nào bám sát thì sẽ ok nhá. Bây giờ thì mình sẽ quay trở sang cái biểu đồ phân tích kỹ thuật đi. Còn về tin tức thì chủ yếu chúng ta quan tâm đến cái tin về bản tin về cái chỉ số CPI của đồng Canada thôi. Còn đối với lại cái chỉ số sản xuất mà liên quan đến đồng đô la Mỹ thì cái tin này nó cũng bình thường thôi các bạn nhé. Mặc dù nó là một tin màu đỏ. Bây giờ thì quay trở sang cái biểu đồ phân tích nhanh về kỹ thuật để Richard sẽ phân tích cho mọi người. Ngày hôm qua và ngày hôm nay thì Richard sẽ không có thực chiến cùng với mọi người được nhé. Bởi vì cái này thì có bạn Linh Chi Support cũng thông gửi thông báo cho mọi người rồi. Bây giờ quay trở sang cái biểu đồ này, phân tích kỹ thuật thì đối với lại vàng đi, chúng ta sẽ trọng tâm về vàng và trước khi vào biểu đồ vàng thì Richard sẽ view về cái chỉ số DXY. Trong cái video tuần thì Richard đã phân tích cho mọi người về chỉ số DXY cũng như là tuần trước nữa là nhận định cho mọi người là cái khu vực này nó sẽ giữ được và khả năng tăng và phá vỡ cái mốc này đúng không ạ? Thì các bạn thấy này. Đó, ngày hôm qua nó tăng tiếp và nó đang tiếp cận lại cái vùng đỉnh kháng cự này rồi cái mục tiêu là nó sẽ chinh phục cái mốc này ít nhất là nó test lên cái khu vực 103.1 trên này và có thể tăng trưởng tiếp bởi vì cái triển vọng của đi chất đó là gì nó sẽ tăng trưởng trở lại trong cái tháng 1 này thôi và ngay từ bắt đầu sau Tết Dương Lịch một cái thì là chỉ số đô la Mỹ nó tăng tiếp rồi nha bây giờ chỉ có duy nhất cái lý do là đối với về phân tích kỹ thuật ý, nó có break out qua cái điểm này nếu nếu như một cái tin đó nó nó xấu nó có break out cái điểm này để nó test xuống cái mô hình hai đáy hay không thôi còn nhìn cái biểu đồ trên khung giờ 4 giờ và H1 ở đây thì triển vọng nó là nó sẽ phá vỡ cái cấu trúc cái vùng kháng cự ở đây nhá. Cộng với lại các cái tin tức nếu như là những cái tin tiếp tục tốt cho đồng đô la Mỹ nữa. Rồi nếu như mà đô la Mỹ hôm nay thì có thể các cái khung giờ thấp hơn ấy nó tiếp cận vùng kháng cự đúng không thì có thể nó sẽ có phản ứng một nhịp, có nghĩa là nó giảm nhẹ rồi sau đó là break chẳng hạn. Thì các bạn sẽ quan sát cái cấu trúc mà nó có phản ứng ở cái vùng giá này hay không nhá để chúng ta sẽ đánh. Còn lưu tâm là lưu ý cho mình đó là cái quan điểm ấy của Richard thì đối với lại DXY thì nó vẫn tăng trưởng trở lại, còn cái việc đúng sai thì thị trường quyết định. À, các bạn nghe thì thấy là cái tỷ lệ nhận định của Richard là bao nhiêu phần trăm thì các bạn cũng biết đúng không? Bởi vì là follow lâu thì các bạn sẽ biết cái điều đấy. Bây giờ quay trở sang cái biểu đồ khác mà chúng ta có thể giao dịch từ chỉ số DXY liên quan đến DXY thì trong đó có biểu đồ về XAUUSD đó là vài vài rồi sau cái video tuần mình đã nhận định cho mọi người là cái biên độ mà vàng hôm nay nó có thể giao dịch. À, trong cái tuần này thì ngày hôm qua mở cửa phiên giá vàng đẩy lên được cao nhất là sắp xỉ chạm ngưỡng được lời 2059. Rồi sau đó giảm trở lại vào phiên Âu và phiên Mỹ. Nhưng cái biên độ giảm ngày hôm qua cũng không có nhiều. Và cái vôn mua bán của thị trường hôm qua cũng rất là thấp. À, banh Mỹ thì hôm qua nghỉ sớm cho nên là thị trường dao động không có mạnh. Các bạn thấy chưa? À, hôm nay thì mở cửa phiên là nó đang giao động trong cái khoảng gì ạ? À, từ ngưỡng 56x à, và nó lại đang có cái nhịp giảm trở lại. Vậy thì các bạn sẽ quan sát thấy cái biểu đồ là một cái biên độ hẹp và sau khi nó tiếp cận vùng kháng cự nó không có chinh phục như thế này, à, không có phá vỡ như thế này thì khả năng rất cao trong phiên Á hoặc sang đến phiên Âu ngày hôm nay vàng nó sẽ có cái nhịp retest quay trở lại vùng 4x các bạn nhé. Nếu như thế thì kể cả Richard chat sáng cũng không thực chiến cho mọi người đến như nữa nhưng mà các bạn vẫn có một cái chiều hướng đó là canh bán xuống đối với cậu vàng. Nha, nó phá vỡ qua được ngưỡng 50 thì nó sẽ xuống rất là đẹp khả năng test lại các cái khu vực như là 45 này 42 và có thể là sẽ sâu hơn nữa trong cái cấu trúc này nha Đây là Richard đang view cho mọi người ở một cái khung giờ M30 nó có một cái kênh nêm hướng xuống như thế này à, các bạn có thể vẽ ra được một cái vùng giá của một cái tam giác à, đây nó sẽ phá vỡ cái cấu trúc vùng giá này nhưng mà đối với về lực thì khả năng rất cao là nó sẽ quay trở lại kiểm tra lại các cái vùng hỗ trợ dưới vùng 4x và 3x dưới này các bạn nhé vậy thì ưu tiên đó là bán xuống và cái điểm để mọi người sl nó không có quá xa đâu vì nó đâu đó vùng 67 68 thôi trên cái 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 đỉnh kháng cự này nó sẽ hiệu quả nhé bởi vì kháng cự gần nhất là nó vùng 62 đúng không nếu chúng ta đặt ngay sau sau 62 thì khả năng 90% các bạn sẽ dễ bị quét stop loss vào những cái vùng cấu trúc thanh khoản cho nên là chia vôn ra mà các bạn bán xuống à, đấy là với cậu vàng nha còn à, các cái khung giờ thấp hơn đấy ví dụ như là M15 nếu như cái buổi sáng mà đi không có hôm nay không có lịch livestream cho à, không có livestream cho mọi người được chẳng hạn thì các bạn sẽ canh trong những cái vùng giá như là dưới ngưỡng 60 quanh mức 56 đến 58 các bạn có thể chia vôn bán xuống mục tiêu quay trở lại vùng 50 hoặc là vùng 46 dưới này nha, bán xuống đối với lại ở để, trong khi mà mình làm video thì giá bây giờ nó đang loanh quanh ở mức 53 đúng không Thế thì có thể là sau cái ngưỡng này thì nó sẽ giảm sâu hơn nữa chẳng hạn. Ở đây thì M5 ấy, các bạn sẽ nhìn thấy có một cái vùng hỗ trợ là quanh vùng 50, 49 ở đây. Thì có thể các bạn sẽ bán xuống tiếp cận vùng này. Còn trong trường hợp mà cái vùng giá này khi mà Richard làm up video lên mà các bạn xem ấy, nó còn nó đã tiếp cận vùng này rồi và nó loanh quanh ở đây thì có thể là có những cái cú bật ngược trở lại rồi mới giảm tiếp. Thì các bạn sẽ xem xét quan sát cái vùng này nhé. Có thể có cả những cái chiến lược mua lướt sóng được nhưng mà SL tuyệt đối thôi, SL có thể tầm hai giá để các bạn chấp nhận. Nhá, bởi vì nó phá vỡ ngưỡng này cái thì các bạn có thể là chiến thuật uh, breakout hoặc là bán xuống được đây đây là đối với cậu vàng nha à, bây giờ mình sẽ sang một số cái biểu đồ khác đi ngoài vàng ra thì những cái cặp tiền ví dụ như là gz này à, nhận định tuần của richard cho mọi người đó là gbp gp là chúng ta sẽ canh vùng lập đỉnh chúng ta bán xuống đúng không ạ thì hiện tại các bạn nhìn thấy nhà quan sát khung giờ h 1 à, cái ngưỡng đỉnh này nó vẫn đang giữ được vào ngày hôm qua thì nó quay trở lại được ngưỡng cao nhất là 185.75 rồi sau đó là đang giảm tiếp rồi các bạn thấy không ạ À, đây chính là cái vùng lập đỉnh và các bạn sẽ quan sát nó break out này Sau khi mà nó tạo ra được một cái khung giờ M15 với M5 tam giác ở đây Sẽ bắt đầu nó break out và đang giảm xuống rồi Thì các bạn canh mà bán thôi đúng không? Nhìn cái cấu trúc này là khá là ok rồi Đó. Đây còn trên khung giờ H4 với khung D Mình có phân tích là trong cái trường hợp mà nó phá vỡ được cái ngưỡng này Đặc biệt là trên khung D Cái ngưỡng vùng 76.4 ở đây Thì nó sẽ break lên và khả năng test đỉnh rồi đúng không ạ những cái ngưỡng này nó đang giữ được và Richard đã phân tích cho mọi người là triển vọng của chúng ta là vùng lập đỉnh chúng ta bán xuống rồi canh bán tức là Richard phân tích nhận định là một chiều đó thì nó đang giảm đối với GZ ngày hôm nay các bạn canh tiếp thôi nhé canh hồi thì các bạn hãy đánh chứ bây giờ đừng có đánh đuổi ngoài ra này những cái sản phẩm khác ví dụ như liên quan đến đồng CAD đặc biệt là hôm nay có tin đúng không có tin tức liên quan đến CAD ngày hôm qua thì các bạn thấy là sau cái cấu trúc mô hình nến sau mai ở H4 thì ngay phiên ngày hôm qua thứ hai thôi nó đã có cái bước tăng trưởng khá là đẹp các bạn nhìn thấy ạ đây là cái khu vực mà đóng cửa phiên ngày hôm trước và ngày hôm qua nó tăng luôn này. nó đã tăng luôn rất là đẹp rồi đối với lại gbp thì các bạn sẽ thấy đây là một cái cái nêm hướng và nó là cái đường chen line đang tăng trưởng khá là tốt trong cái cấu trúc này liên tục tạo đáy và khi mà nó tạo đáy như này này tạo đáy tiếp này tạo đáy tiếp như thế này, này thì đấy là cái cơ hội cho các bạn canh mua nhá ở đây ngày hôm nay thì có thể là trên ngưỡng 70.3 hoặc chấm 4 gì đấy là các bạn mua lại SL thì an toàn nhất là dưới cái ngưỡng 1.698 các bạn nha bởi vì đấy là một cái vùng giá mà mình đã cho mọi người mua vùng hỗ trợ khá là tốt nó chỉ xuống được 167.9 à 1.699 rồi nó đã bật lên rồi bởi vì hôm nay chúng ta đấy chắc có cho mọi người mua một cái chiến lược đó là mua giải đúng không hai cái trong một cái biên độ giá khoảng 20 pip tức là 1.700 và 1.698 mua xuống dưới vùng đá và cái vùng hỗ trợ này nó giữ được khá tốt từ hôm đó, đó rồi Tất nhiên là cái chiến lược đấy thì TP100 pip 1.71 thì nó đã xong rồi. À, ngày hôm nay thì cái biên độ vùng này các bạn canh xuống tiếp nha. GBP USD Richard đang nhìn thấy là giá nó đang loanh quanh ở vùng 1.27 thì nó, tức là nó đang kéo cái cặp này xuống một chút xíu. Thì đấy cũng chính là cái cơ hội điều chỉnh xong các bạn mua lại nha. GBP USD đây 1.27 này. Nó đang có cấu trúc giảm trở lại và khả năng rất cao là nó retest cái vùng hỗ trợ này. Cái hỗ trợ của GBP USD ngày hôm nay giữ được cái vùng cái vùng mà mình đã phân tích cho mọi người trong cái video nhận định tuần rồi đúng không? thì cái vùng này, này nó giữ được thì nó sẽ có những cái cú hồi bật lại, yeah. có những cái cú hồi bật lại. À, lúc đấy thì các bạn có thể là mua lớp sóng thôi và biên độ mà để mà tp profit ý, thì giả sử như các bạn mua trong cái biên độ mà là 1.268 chẳng hạn thì profit các bạn kỳ vọng nó quay trở lại là 1.273 tầm 50 pip là cũng ok rồi bởi vì sao cái cấu trúc này nó có khả năng là nó nó test lên sau đó là nó phá cái hỗ trợ này và nó quay đầu bởi vì cái đường kênh xu hướng lúc đấy nó sẽ không còn giữ được nữa các bạn hiểu không? quanh cái mốc đường kênh ngoài cái cú fail này cái test đáy mô hình hai đáy này ra thì có thể lúc đấy sẽ không giữ được nữa và nó giảm tiếp do đó là cái kỳ đừng có kỳ vọng quá lớn và các bạn có thể là đánh những cái phản ứng tại nhịp này mà có thể ăn được 50 pip là cũng khá là ok rồi nha sau đó thì cấu trúc đã hoàn thiện thì các bạn lại có thể lại là, một cái chiến lược canh bán xuống bởi vì theo cái nhận định của Richard đó là uh, USD nó sẽ mạnh lên thì cái cặp tiền này có thể là nó lại đao trở lại nha ta kỳ điếm và test những cái khu vực hỗ trợ sâu hơn à, các cái khu vực như là 1.262 chẳng hạn nó sẽ quay xuống cái vùng này À, một số các sản phẩm khác ngoài GBP CAD chúng ta nhìn thấy lúc nãy ra thì chính là cái cặp UK đúng không? UK thì Richard uh, phân tích cho mọi người là thứ nhất là Canada có thể suy yếu, thứ hai nữa là đối với lại USD CAD thì là triển vọng tăng và nó đang cũng có cái sức tăng khá là tốt trong cái ngay trong cái À, tháng 1 này thôi cho nên là với cặp UK nếu như các bạn có giao dịch giả à, sử như là các bạn canh mua thì nó khá là ok và hôm qua các bạn thấy là nó đã tăng trưởng đúng không tăng trưởng khá là đẹp rồi tạo ra được những cái vùng tranh chấp khá là mạnh đặc biệt là có những cái cú fail break này tức là chọc chân xong rồi nó rút chân tạo ra một đến đảo chiều này đấy mà hôm qua các bạn mua thì cũng được tuyệt vời không hôm nay thì đối với là USD CD các bạn mua tiếp sau khi nó break out qua cái vùng đỉnh 1.34 ở đây thì ưu tiên chiến lược điều chỉnh bán tiếp à chưa điều chỉnh đây 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 sorry các bạn điều chỉnh mua lên tiếp các bạn nha à, những cái đường kênh xu hướng hay là những cái đi vùng giá trị hoặc mẫu nến đảo chiều các bạn sẽ được áp dụng trong những cái chiến thuật như thế này sau khi break áo đỉnh thì các bạn mua sẽ khá là đẹp đặc biệt là nếu như mà quản trị vốn các bạn biết chia vốn ra nữa thì nó sẽ hiệu quả hơn nữa để mà có thể ăn được cả một cái xu hướng mạnh ok nó có thể nó sẽ tăng trưởng trở lại mạnh hơn đối với tin xe đề ngày hôm nay các bạn nha Tất nhiên là chiến lược nào nó cũng đều có thể tiềm ẩn những cái rủi ro. Rủi ro ở đây có thể mang đến là do các bạn sai xu hướng, rủi ro ở đây cũng có thể là mang đến là cái cái gì ạ? Cái điểm các bạn đặt TPSL nó không đúng chẳng hạn, nó cũng có thể bị quét mất. Mặc dù các bạn đúng xu hướng ấy chẳng nữa. Cho nên là để mà quản trị được rủi ro thì các bạn phải bằng cách là luyện và biết quản trị vốn chia vốn làm sao cho nó hợp lý thôi. À, UK này hôm nay vẫn là triển vọng canh mua tiếp đúng không ạ? Hồi bây giờ hôm qua thì Richard có phân tích cho mọi người tiếp thêm là cái trong cái video tuần ấy đó là đối với lại chỉ số web 30 chúng ta canh bán xuống vùng lập đỉnh khá là đẹp đúng không? Các bạn thấy này ngày hôm qua 4 giờ à, nó đang sideway 4 giờ thì nó dao động không có nhiều và cái vùng đỉnh này nó đã retest rồi, 1 2 đến 3 nhịp rồi. À, với cái cặp cái sản phẩm này nha. Bạn nào mà thích nó gọi là yêu những cái gọi là chuyến tàu cao tốc thì các bạn sẽ ngắm cái cặp này. Đó, yêu những chuyến tàu cao tốc tức là cái biên độ đi và cái số pip hoặc là điểm ấy nó cho chúng ta profit rất là tốt tuy nhiên cái quỹ nó rất là lớn và cái sản phẩm này thì rất phù hợp với nhà đầu tư các bạn có số tiền khá là lớn thôi chứ còn nếu mà số tiền nhỏ quá các bạn đánh thì target nó nếu mà đuôi đúng xu hướng đúng không thì target nó cực kỳ lớn và nhanh tuyệt vời đấy nhưng mà ngược lại thì rủi ro nó cao cái việc mà chấp nhận rủi ro hay không sẽ là phụ thuộc các bạn và mình đây là một cái lời khuyên cho các bạn đó là rủi ro nó rất là cao đối với sản phẩm này đúng không hãy lường trước rủi ro thì các bạn mới có thể trading được nha rồi ngoài chỉ số US30 ra hôm nay thì có thể Richard review thêm cho mọi người nếp lố đầu bởi USD -GPI. Cái vùng đỉnh là Richard có phân tích cho mọi người trong cái video tuần rồi đúng không ạ? Đối với USD đây chính là cái vùng mà chúng ta có thể là canh bán trong tuần này. À, nó có hai cái lý do ở đây đó là đồng yên có thể tăng mạnh trở lại nhưng mà đầu đầu tiên cái phiên ngày hôm qua và phiên ngày hôm nay đồng u nó cũng đang hồi lên cho nên là khả năng nó retest đỉnh đã chứ các bạn không sợ mất cơ hội nhá thứ nhất là nó đang retest lại các khu vực đỉnh hiện quay lại cái vùng này đã thứ hai nữa là nếu như đồng yên mạnh trở lại thì cái cặp này bán các bạn mới có khả năng triển vọng thành công được và uh, cái cặp tiền usd gpi này này nó đang có một cái vùng kháng cự khá tốt đúng không này kháng cự khá là tốt ở vùng này và sau khi có những cái vùng kháng cự như thế này thì nếu các bạn làm một cái chiến lược canh bán ấy thì sl chúng ta nhìn thấy được đúng không và nó ngắn thôi còn trong trường hợp mà bạn mua ở cái vùng vùng tiếp cận vùng đỉnh này thì rủi ro nó cao và sl rất là xa kể cả một cái biên sl xuống sau cái cây đuôi di chuồn chuồn này nó cũng rất là xa rồi nên là các bạn sẽ cân nhắc giữa cái tỷ lệ TP và tỷ lệ SL để chúng ta có thể là chọn kèo nhá và xu hướng nói chung là mang lên cân đồng đó đến thì chúng ta mới giao dịch được. OK, à, đấy là những cặp tiền liên quan đến GPI. Ngoài ra thì có một cặp EU nữa trong tuần này chúng ta cũng canh bán xuống sau khi mà tuần trước đi chắc có vẽ cho mọi người một cái kênh và cái kênh tam giác và có những cái mẫu nến đảo chiều ở đây đúng không? Đây 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 bảo chiều H4 đây này sau cái cây nến này thì cấu trúc tiếp theo là những cái cặp nến giảm nhưng nó có bởi nó có một cái vùng hỗ trợ nên nó chưa phá được ở trên khung giờ H4 thì các bạn sẽ quan sát những cái nêm mà sau khi nó tạo ra những cái vùng đáy này này và lực ở trên khung D lại nó là lực bán các bạn nhìn thấy không lực bán từ sau khi khởi nguồn từ những cái cặp nến uh, mây đen che phủ ở đây bắt đầu nó đã có những cái cú xả rất là mạnh rồi vậy thì với euro USD chưa kể là nếu các bạn kết hợp với chỉ số DXY tức là USD nó tăng trưởng trở lại thực sự thì cái cặp tiền này nó sẽ quay trở lại khả năng nó sẽ test những cái vùng hỗ trợ sâu hơn nha nếu như phá vỡ được cái đường kênh này được chưa nên với cặp tiền này triển vọng của các bạn có thể là đi xây chia vôn ra và bán xuống có thể nó quay trở lại cái vùng 1.07 hoặc là test rằng cái mô hình 1. Chấm, ở cái khu vực 1.048 là khu hai đáy dưới đây. Đây là trên khung D các bạn nha. Nói chung là khi mà chúng ta giao dịch cái, bất kỳ một cái cái, cái cái, cái, sản phẩm nào cũng thế thôi thì nó đều tiềm ẩn những cái rủi ro mà các bạn sẽ phải lường trước đó là quản trị quần phải quản trị vốn thôi ở đây có một cái kênh xu hướng khá đẹp đúng không kỳ vọng thì có thể nó chỉ retest xuống cái khu vực đường kênh là một cái hợp lưu vùng 1.088 ở đây thôi chẳng hạn À, tức là kỳ vọng ở đây đó là gì có một cái đường kênh xu hướng như thế này và nó giữ được cái vùng để ấy, đáy này chẳng hạn và tạo ra được một cái đáy mới đúng không rồi sau đó là tăng trưởng lên à, rồi sau đó tăng trưởng lên thì đây chính là những cái vùng giá mà các bạn sẽ lưu ý nhá khi mà chúng ta gọi là quyết định xuống tiền giao dịch với những cái sản phẩm này à, có thể những cái vùng này nó sẽ giữ và nó quay lên như này ra thì cái đấy các bạn sẽ phải kết hợp với cái cấu trúc của, của thị trường và mô hình nến nữa OK, cái video ngày hôm nay thì Richard sẽ phân tích thêm cho mọi người một cái sản phẩm về BTC ngoài giá dầu là chúng ta canh mua và tiếp tục là giữ trung hạn ra thì cái sản phẩm BTC này, à, các bạn có nhớ là Richard phân tích trong cái video tuần ngày hôm qua, à, ngày hôm chủ nhật đúng rồi, ngày hôm chủ nhật. Đó là gì? Ạ? Sau khi mà nó tạo ra những cái vùng thanh khoản trên khung D, các bạn nhìn thấy nó đạp xuống rất là mạnh và ngưỡng 48 thì nó đã quay lên rồi và thậm chí là nó tạo ra một cái cấu trúc thanh khoản tức là nó vọt lên ngưỡng 49 tạo ra một cái nến đảo chiều thì Richard gọi đó là một cái cấu trúc thanh khoản rất là đẹp là vượt qua được những cái vùng kháng cự ấy à, sau đó nó quay đầu và bây giờ thì nó tựa kênh và richard có nhắn mọi người là nếu các bạn mà chiến lược canh mua thì khả năng rất cao là cũng có thể sẽ thành công được bởi vì nó có khả năng nó sẽ bò quay trở lại nha sl các bạn ở đâu sau đường kênh hay là sau cái điểm này thì tùy các bạn chia vốn để lựa chọn cho nó hợp lý đúng không bởi vì nếu như các bạn đặt sl gần mà nó retest xuống cái điểm này xong nó mới bật mạnh hơn thì đó cũng là một cái sai à, trong trường hợp các bạn mà đánh nhỏ thì các bạn có thể chia vốn để đánh được thoải mái Ok chưa? Đối với BTC USD thì à, sản phẩm này thì các bạn có thể chia vô là lướt lên cái nhịp này. Nó sẽ bò lên các bạn ạ. Và đấy là khả năng rất cao. Cái quan điểm của Richard là nếu như bạn đánh BTC USD trong cái nhịp này thì các bạn có thể múc được nha. Lướt sóng thôi chứ không phải lướt sóng có thể là giữ trong ngày hoặc là một vài phiên cũng được. Nó đánh gọi là swing đấy. Nếu còn có những người thì có thể là giữ dài hơn thì dài hơn. Chung, ít nhất là trung hạn thì nó phải tầm 3-4 tuần đến trở lên đúng không ạ? OK nhá à, cái video ngày hôm nay thì Richard là view nhanh thị trường và phân tích đến đây à, xin được kết thúc. À, kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày trading hiệu quả nhá. Richard có một cái gọi là có việc cá nhân đột xuất ngay từ ngày hôm qua, cho nên là chưa quay lại thị trường để mà live stream thực chiến trên Zoom cùng với mọi người được. À, mong là một hai ngày tới thì có thể là ngày mai chẳng hạn công việc nó ổn hơn thì Richard sẽ quay trở lại live stream thực chiến trên Zoom cùng với mọi người. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. À, chúc cả nhà hôm nay win win và tỷ lệ thành công cao nhé. Các bạn yêu thích kênh các bạn nhớ đăng ký kênh rồi bật nút thông báo và xin được một nút like cũng như là chia sẻ kênh cho Richard ạ. Xin cảm ơn.